Hello các bạn. Một mùa Euro nữa lại qua ha. Hôm bữa mình coi trận chung kết á, thấy ông Southgate ổng thay người chán ghê luôn các bạn. Một pha thay người đi vào lòng đất luôn ha. Và cuối cùng anh thua và Ý thắng. Thôi, quay trở lại với cầu lông. Thì sắp tới khoảng nửa tháng nữa thì các trận đấu ở Olympic đó các bạn, bộ môn cầu lông thì sẽ được khởi tranh. Những trận đấu của những cái vận động viên hàng đầu thế giới á. Việt Nam chúng ta thì cũng có hai tay vợt cũng có trình xuất đến Olympic là anh Tiến Minh và chị Thùy Linh đó. Thì các bạn nhớ đón xem, ngoài cổ vũ những cái vận động viên hàng đầu thế giới thì cũng nhớ là cổ vũ nhiệt tình đó, cho các vận động viên Việt Nam nha các bạn đó. Rồi cái clip lần này á, thì Thiện sẽ làm tiếp về cái phần thứ hai ở cái series tư vấn cho các bạn mới chơi cầu lông á. Thì mình sẽ nói về cái ưu và nhược điểm của cái việc mà chúng ta tự học, chúng ta tự chơi cầu lông và không phải đi theo một cái trường lớp nào hết đó, để xem nó sẽ như thế nào so với cái việc mà chúng ta đi học bài bản từ đầu nha các bạn. Rồi bắt đầu thôi. Ưu điểm đầu tiên của cái việc mà chúng ta tự học đó các bạn, đó là các bạn sẽ chủ động được thời gian, không bị ràng buộc vào một cái khung giờ cụ thể trong tuần, giống như là tuần 2 buổi, 3 buổi, từ 8 giờ tới 10 giờ, 7 giờ, 9 giờ chẳng hạn, là các bạn sẽ không có bị bó buộc vào một cái khung giờ đó. Đó. Rồi giống như là cái này á, thì nó sẽ phù hợp với những cái bạn mà thường hay tăng ca nè, đi làm không có cố định giờ giấc nè, freelancer á, hoặc là những bạn mà nhiều khi cũng nói là một chút là những cái bạn mà muốn đi đánh thôi đó. Đó thì nhiều khi các bạn vô sân rồi các bạn tìm những người mà đánh khá, những người mà đánh giỏi có kỹ thuật tốt á, thì các bạn đánh với họ hoặc là đối diện với họ để chi, để các bạn học được kỹ thuật từ người ta, hoặc là sau khi đánh xong á thì các bạn mon men tới để nói chuyện, để hỏi kỹ thuật này kia, hoặc là dữ hơn nữa đó, các bạn mà mạnh dạn hơn nữa đó, thì các bạn nói là anh ơi, bữa đó đó anh có thể rảnh ra để anh chỉ cho em vài skill đồ này kia hay không. Nếu mà người ta vui tính á, người ta vui vẻ thì người ta sẽ chỉ cho các bạn, còn không thì thôi, lên sân thì đánh rồi học hỏi lẫn nhau thôi các bạn, cũng rất là ok luôn á. Cái thứ hai á, ưu điểm thứ hai của cái việc mà chúng ta tự học á các bạn, đó là sẽ đỡ tốn kém chi phí nè. Đỡ tốn kém chi phí là sao? Có nghĩa là các bạn đỡ khỏi phải mỗi tháng là tốn mấy trăm ngàn, có khi cả triệu luôn để cho cái việc mà chúng ta học cầu lông. Một tháng thì nó nhiều rồi, hai tháng thì nhiều rồi, nhiều khi chúng ta học năm, hai năm á, số tiền nó cũng không phải là nhỏ đúng không? Đặc biệt là những bạn sinh viên nè, những bạn mà có kinh tế cũng không phải là khá giả gì đó, chúng ta còn nhiều mục tiêu khác trong cái cuộc sống để mà chi mà, đúng không? Cho nên là cái việc mà các bạn tự học á, thì nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Có ưu điểm rồi, thì sẽ có nhược điểm các bạn. Và nhược điểm đó là cái gì? Đó là chúng ta sẽ không được học bài bản. Đó, không được học bài bản là sao? Có nghĩa là các bạn sẽ không được học từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Và các bạn sẽ không biết được là mình cần cải thiện ở chỗ nào và điểm yếu của mình đang là cái gì đó, để mình có thể cải thiện đúng như cái chỗ đó, từ cái chỗ đó mà mình đi lên. Có nghĩa là giả sử như các bạn ve yếu đi đó, thì thầy sẽ chỉ từng cái động tác ve cho các bạn. Nhiều khi các bạn đã giỏi về cái bộ rồi đó, vô lớp thì thầy sẽ không có chỉ cho chúng ta bộ nhiều nữa, cứ thế mà đi lên. Nhiều khi các bạn đánh tốt này kia, nhưng mà các bạn cái thể lực của các bạn yếu thì thầy sẽ rèn thêm thể lực cho các bạn đó. Rồi nhiều khi các bạn đi học lớn mấy cái người khác á, nhiều khi người ta chỉ cho các bạn sai kỹ thuật nữa, cho nên là điều đó thì thật sự là nguy hiểm luôn á. Nếu mà các bạn đánh lâu dài á về sai kỹ thuật á thì rất là không tốt luôn. Mình cũng xin nói thêm cái này, nếu như mà các bạn quyết định tự học á thì các bạn nên tìm những cái nhóm mà mạnh mạnh, hoặc là các bạn nên tuyển những cái bạn mà đánh tốt thiệt tốt vô nó, để các bạn học được từ họ những cái động tác tốt, những cái kỹ thuật đúng, để chắc chắn là mình sẽ không có bị đánh sai đó. Điều đó là cực kỳ quan trọng luôn. Ngoài ra sau khi mà học xong á, thì các bạn nên về nhà để mà xem thêm là mình cần phải trao dồi thêm cái gì, cách di chuyển trong đánh đôi ra sao, rồi cách cầm vợt, cách đánh như thế nào, thì trên mạng là nó sẽ chỉ hết cho các bạn. Các bạn ngoài việc mà chúng ta tự học ra thì cũng nên là lên mạng để xem đó, tại vì các bạn không có học thầy đó, thì không có cầm tay rồi tận tay chỉ cho các bạn như thế nào. Thì ngoài việc mà chúng ta học á, thì cũng nên nhớ là sẽ tự tìm hiểu thì nó cũng sẽ hay hơn đó các bạn.
Còn cái nhược điểm thứ hai các bạn, đó là chúng ta sẽ bị mất thời gian hơn để nâng cao trình độ và rất là dễ bị gọi là loạn kiến thức. Có nghĩa là khi mà các bạn học từ bạn bè, học từ những người mà đánh chung với chúng ta, thì không phải là chúng ta lúc nào cũng chỉ học được một người đâu. Các bạn sẽ học từ rất là nhiều người, rất là nhiều người sẽ chỉ cho các bạn nhảy vô chỉ này kia. Có người nhiều người thì có người thì họ đánh tốt, có người thì họ đánh trung bình, có người thì những người đó thì họ nhãn quan chiến thuật của họ khác nhau, rồi trình độ khác nhau, rồi lối chơi khác nhau. Đó, cho nên là chúng ta khi mà tiếp nhận được những cái kiến thức đó, chúng ta nên là phải là tiếp nhận một cách có chọn lọc thôi. Không phải là cái gì chúng ta cũng mang vô cho bản thân mình. Như vậy thì cũng không có tốt. Đó, ngoài ra thì các bạn nên biết cái lối chơi của mình là như thế nào. Đó là lối chơi thiên về tấn công, đập cầu, hay là lối chơi thiên về phòng thủ, phản tạc, hoặc là điều cầu này kia. Đó, thì các bạn biết mình thích và mình tốt ở cái kiểu chơi nào để từ đó mà các bạn phát triển lên. Đó, rồi các bạn tìm những người mà đánh giống mình á, để các bạn học hỏi người ta phản tạc làm sao, rồi đè làm sao, rồi đẩy làm sao, đập làm sao. Đó, thì nghĩ như vậy sẽ rất là ok luôn. Cái nhược điểm thứ ba của cái việc mà chúng ta tự học á các bạn, đó chính là rất là dễ nản và dễ bỏ ngang. Có thể là đó giờ các bạn đi chơi cầu lông á, thì các bạn sẽ dễ thấy những cái trường hợp như vậy nè. À, hồi đó anh chơi 7-8 năm rồi, cái anh nghĩ giờ mới có thời gian chơi lại. Hoặc là anh chơi mười mấy năm trước rồi, giờ anh nghĩ cái giờ anh mới có thời gian chơi lại, tại vì bận quá, không có thời gian. À, đi làm suốt và cũng như là không ai đánh này kia, một ngàn lý do này nọ nữa đó. Thì tụ chung lại thì mình cũng nghĩ là do chưa đủ đam mê và cũng như là không có ai thúc giục bản thân mình đi chơi thôi đó. Thì cái đó là cái nhược điểm của cái việc mà chúng ta tự học á các bạn, rất là dễ nản luôn. So sánh với cái việc mà chúng ta đi học á các bạn, thì có hai lý do bắt buộc chúng ta phải lúc nào cũng phải tới lớp, đó chính là sợ tốn tiền, nó đóng tiền tháng mấy trăm ngàn mà bỏ không học thì uổng, đúng không? Cái thứ hai á, đó là tâm lý của chúng ta sẽ sợ thua kém bạn bè. Đó, như là mình với bạn mình cùng vào học mà 2 năm sau bạn mình nó khá hơn mình, nó di chuyển tốt hơn mình, bộ tốt hơn mình, rồi đi đấu này kia là được giải này giải kia tốt hơn mình, mà mình học cùng với nó mà mình cũng không có được cái gì hết, thì thật sự là không hay, đúng không? Thì bỏ qua những cái yếu tố như là bản thân nó nhanh, rồi tố chất nó tốt đồ này kia đi, thì cái sự chênh lệch nó sẽ có nhưng mà không có quá nhiều. Như vậy là bản thân mình không có cố gắng rồi, đúng không? Cho nên là bắt buộc chúng ta phải đến sân mỗi ngày, nếu không thì sẽ tốn tiền và sẽ bị bỏ lại khá xa. Rồi, đó là những ưu nhược điểm mà chúng ta sẽ gặp phải khi mà tự học đó nha các bạn. Giờ thì nói tóm lại á, nếu như mà các bạn đánh cho vui, kiếm mồ hôi, không có quan trọng cái việc mà thắng thua đồ này kia, thành tích đồ này kia, thì các bạn không cần phải đi học đâu. Nhưng mà các bạn phải biết cách di chuyển như thế nào, các bạn nên tìm hiểu ở trên mạng, từ bạn bè, từ internet đồ này kia, để mình biết cách mình di chuyển sao cho nó hợp lý, rồi các kỹ thuật cơ bản, cầm vợt nè, rồi đập nè, rồi nói chung là những kỹ thuật cơ bản thôi, để mình đánh nó an toàn hơn, vui vẻ hơn và hạn chế chấn thương các bạn. Còn nếu như mà từ đầu chúng ta xác định á, bên cạnh cái việc mà ra mồ hôi á, giảm cân đồ này kia á, thì kiếm thành tích nè, thi đấu đồ này kia, rồi phong trào bán chuyên á, thì các bạn nên đi học bài bản từ đầu, khuyên luôn như vậy á, để chúng ta sẽ có kỹ thuật bài bản, hạn chế chấn thương, không chấn thương đánh nó mới vui được mà, đúng không? Đó, rồi những cái ưu và nhược điểm của cái việc mà chúng ta đi học từ đầu á, thì Thiện có làm ở cái clip trước rồi, ở cái phần 1 á, thì Thiện có để lên phía dưới á, thì các bạn bấm vào đó để xem phần 1 nha. Rồi, ok vậy nha. Hiện tại thì các bạn đang tự học hay là các bạn đi học bài bản, thì hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Nhớ bấm đăng ký kênh với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.